Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, sau khi tiến vào trung tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam đã bắt gặp ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng đang lục quyền chiếm đi nơi cư trú của Đại Minh và Nhị Minh ngày trước. Phát hiện ra Đường Tam, ba con hồn thú kia không những không bỏ chạy, ngược lại còn nằm phủ phục trên mặt đất chờ hắn tới. Nhận thấy lá gan của bọn chúng thật không nhỏ, cách mục tiêu khoảng 3 thước, Đường Tam lập tức phát động Lam Ngân Hoàng quấn quanh ba thân thể khổng lồ kia. Ngay lập tức, sức mạnh đã đạt đến tu vi 9 vạn năm của bọn chúng đã khiến Đường Tam thất kinh, nên theo Lam Ngân Hoàng phóng thích ra, cả ba con kiến lớn đồng thời tản ra ba phía. Lực lượng kinh người tác động lên mỗi căn Lam Ngân khiến Đường Tam bị kéo bay về phía trước. Phải biết rằng, ngoại trừ sức nặng cơ thể ra, trên tay Đường Tam cầm chính là Hải Thần Tam Xoa Kích không hề nhẹ. Ngay sau đó, kinh ngạc trên mặt hắn biến đổi thành hưng phấn vô cùng. Hồn thú thuần lực lượng này rất thích hợp trở thành hồn hoàn cho võ hồn hạ tiên trì của bản thân. Nghĩ thế, Đường Tam rất nhanh dùng Hải Thần Tam Xoa Kích cuốn lên Lam Ngân Hoàng để tránh sức kéo cường đại trực tiếp tác dụng ở trên chính thân mình. Đồng thời, tác dụng ăn mòn của Lam Ngân Hoàng cũng được phát tác. Không chỉ Đường Tam, ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng cũng kinh ngạc không kém. Đối diện với nhân loại trước mắt, bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm vô cùng. Một kích vừa rồi, khi cả ba dùng lực kéo, bọn chúng ngoài mặt không biểu lộ nhưng trong lòng thầm kinh hãi bởi sức nặng của nhân loại kia tựa như Thái Sơn đè ép xuống. Đường Tam lúc này đã ổn định tinh thần, mượn trọng lực khống chế ở cánh tay trái của Thái Thản Cự Viên, lập tức đem sức nặng 10 vạn 8.000 cân của Hải Thần Tam Xoa Kích gia tăng trong nháy mắt. Sức nặng chưa tăng vọt khiến ba con hồn thú đồng thời bị phản lực bắn bay ra xa, mà Đường Tam cũng bị lực cản bắn ngược trở lại, xoay vài vòng trên mặt đất mới có thể đứng vững. Ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng bị vứt vào không trung kia lại động lên. Lần này, chúng làm ra động tác khá quái dị, nhưng có thể thấy cả ba đang hợp lực sức mạnh để đối phó với Đường Tam. Sau khi làm ra động tác có chút quái dị, bọn chúng như cũ nằm phủ phục trên mặt đất, toàn thân bất động chờ Đường Tam công kích. Sự xảo quyệt của ba con hồn thú này khiến Đường Tam cười thầm trong bụng. Nếu đã muốn ăn hành như thế, vậy thì hắn sẽ cho bọn chúng được tại nguyện. Sau khi bắt Chu Mâu tiến hóa, Đường Tam vẫn chưa có cơ hội kiểm tra lực phòng ngự của nó rốt cuộc đã đến trình độ nào. Bởi vậy, lần này sau khi phóng ra công kích, hắn ngay lập tức đem vị trí cứng nhất của ngoại phụ hồn cốt sau lưng trực tiếp đón đỡ công kích của đối phương. Cách thử nghiệm này có chút nguy hiểm. Đương nhiên, chính hắn cũng đã chuẩn bị tốt đường lui. Nội lực Huyền Tinh Công trong nháy mắt ngưng tụ. Một khi bắt Chu Mâu ngưng không phòng ngự được một kích của Thiên Quân Nghĩ Hoàng, nội lực Huyền Tinh Công cũng có thể làm cho thương tổn hạ xuống đến mức thấp nhất. Lực lượng Thiên Quân Nghĩ Hoàng đánh trúng, thân thể Đường Tam mặc dù bị đánh bay về phía trước nhưng cũng không có cảm giác bị chấn động mạnh. Ưu điểm lớn nhất của ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ là lực lượng lúc này đã bị Đường Tam hoàn toàn khắc chế. Người đang ở trên không trung, bát trung mâu hoàn toàn kéo dài ra, tám đạo kim quang, cơ hồ đồng thời bắn ra, được Lam Ngân lĩnh vực che chở. Trong nháy mắt, rơi vào trên người Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Thông vệ kim ti, nháy mắt được kích hoạt, khiến thân thể khổng lồ của ba con hồn thú kia giãy giụa kịch liệt. Bát trung mâu sau khi tiến hóa thông vệ kim ti không chỉ có sức xuyên thấu cường đại, đồng thời cũng có sức ăn mòn cực kỳ kinh khủng. Kịch độc của nhân dị Chu Hoàng cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tích lũy độc tố thì băng hỏa kịch độc hỗn hợp ở cùng một chỗ, tuyệt sẽ không kém hơn vũ hồn tử vong Chu Hoàng phóng thích tử vong lĩnh vực của Bì Bì Đông. Phải biết rằng, Ma Chu Mâu chính là đến từ ngoại phụ hồn cốt nhân diện Ma Chu, mà nhân diện Ma Chu đúng là thiên địch của hồn thú có nguồn gốc là côn trùng. Lúc này, bị khắc chế khiến cho ba huynh đệ kia bị hiệu quả ăn mòn của kịch độc rất nhanh, lâm vào trong nguy hiểm cực lớn. Sau một khoảng thời gian không ngừng bị thôn phệ, ba con Thiên Quân Nghĩ rốt cuộc cũng bất động, xương trắng đượm nương theo hô hấp, Đường Tam lan tràn toàn thân, tam hoa tụ đỉnh tái hiện. Sau khối hồn cốt trong cơ thể đồng thời truyền đến cảm giác ấm áp, hồn lực trong cơ thể nương theo từng giọt năng lượng chuyển hóa thôn phệ được mà chậm rãi hấp thu tinh túy. Sau khi ổn định thân thế, Đường Tam đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, hắn liền lúc hấp thu ba cái hồn hoàn cùng lúc. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi Hạo Thiên Trì phóng thích hồn hoàn, ba đạo khắc khí từ trong cơ thể ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng đồng thời phóng thích ra, lực phản kích chạy quanh người khiến thân thể Đường Tam muốn nổ tung. Tuy nhiên, hắn quyết không từ bỏ. Đường Tam trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, tay trái giơ lên tụ tập Huyền Thiên Công bảo vệ tâm mạch, tay phải cầm Hải Thần Tam Xoa Kích thêm vào bát Chu Mâu và sát thần lĩnh vực, cuối cùng cũng áp chế hấp thu được ba cái hồn hoàn kia. Ngay sau đó, toàn thân hắn tựa như vô lực mà ngã xuống. Đến đây thì cũng hết tập 248 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.